mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh và hôm nay thì em lại cập nhật cho anh chị và các bạn thông tin chi tiết các mẫu xe đang có mặt tại 549 Nguyễn Văn Cử Long Biên Hà Nội chợ ô tô Hòa Bình anh chị và các bạn để nhận được các báo giá mới nhất cũng như là thông tin cập nhật giá xe mới nhất trong tháng thì anh chị bạn hãy đăng ký kênh cũng như là mình nhấn vào chuông theo dõi để nhận được các video mới nhất mà bên em cập nhật từ kênh mua bán xe cũ và ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật gửi đến anh chị và các bạn chi tiết các mẫu xe hiện đang có mặt tại cửa hàng. Đó là một chiếc xe Mazda 6 phiên bản máy 2.0 Premium, sản xuất là 2018 có ngoại thất là màu xanh, nội thất là màu nâu. Cực kỳ đẹp. Hiện là đang được giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 720 triệu. Xe có trang bị ghế da, vô lăng tích hợp màn hình giải trí, phanh tay điện tử, cả hệ thống giải trí loa bâu cùng rất nhiều các tính năng công nghệ được tích hợp ở trên chiếc xe Mazda 6 này. Để trải nghiệm thì em mời anh chị và các bạn qua 549 Văn Cừ Long Biên Hà Nội. Xe vẫn có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe. Và tiến tới một mẫu xe tiếp theo, em muốn gửi tới anh chị và các bạn vẫn là một chiếc xe Mazda 6 thôi. Nhưng mà chiếc xe này nó là đời 2017, phiên bản máy là 2.0 Premium và đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Xe làm bánh với quãng đường là 52.000 km, và hiện đang được giao bán cho các bác với mức giá là 690 triệu. Và bên đơn vị vẫn còn hỗ trợ trả góp cho các bác lên tới 70% giá trị xe. Và chiếc xe này vẫn còn cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng, giấy tờ là xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao trách test toàn quốc. Các bác có thể mang ra hãng hoặc gara chỉ định để kiểm tra. Nếu sai hợp đồng thì bên showroom sẽ phạt và chịu bồi hoàn cho khách hàng theo hợp đồng. Và tiến tới một mẫu xe tiếp theo em có một chiếc xe trong cùng phân khúc đó là một chiếc xe Toyota Camry bản 2.5Q sản xuất là 2020 nhập khẩu nguyên chiếc xe đăng ký biển Hà Nội có ngoại thất là màu đỏ nội thất ghế da màu đen chiếc xe lăn bánh với quãng đường là 12.000 km thôi các bác ạ một chiếc xe rất đẹp ạ có trang bị động cơ i4 178 mã lực và có kết hợp với hộp số tự động là 6 cấp đi kèm 3 chế độ lái để cho các bác có thể chọn lựa và trải nghiệm. Chiếc xe hiện đang giao bán với mức giá là 1 tỷ 185 triệu còn thương lượng và hỗ trợ giá và có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe. Để nắm được thông tin cụ thể về chiếc xe thì em mời các bác qua showroom để xem xe và lái thử, cảm nhận nó sẽ rõ ràng hơn. Với chiếc xe này thì nó có trang bị như là ghế chỉnh điện, vô lăng tích hợp, rồi là màn hình cảm ứng 7 inch, hệ thống loa trí loa JBL, hắt kính cùng rất nhiều các tính năng tiêu chuẩn đặt an toàn của Toyota. Và đi tới một mẫu xe tiếp theo em muốn gửi tới anh chị và các bạn ngay lúc này đó là một chiếc Kia Seltos phiên bản máy 1.4 Premium sản xuất là 2020, đăng ký biển Hà Nội. Các chi tiết của chiếc xe thì còn trong tình trạng rất là hoàn hảo, có ngoại thất là màu trắng, nội thất là màu kem. Và chiếc xe này hiện đơn vị đang giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 740 triệu, còn thương lượng và hỗ trợ giá cho các bác khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Để rõ thông tin cụ thể cũng như là cần chi tiết video của chiếc xe này thì anh chị và các bạn hãy liên hệ em đi, em sẽ gửi cụ thể đầy đủ cho các bác để các bác có thể kiểm tra cũng như là tham khảo và cân đối tài chính của mình. Và đi tới một mẫu xe tiếp theo em hiện đang có mặt tại cửa hàng ngay lúc này đó là một chiếc san Xtr, phiên bản SV. Hai cầu, sản xuất là 2016, model là 2017. Có ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế da màu đen, có trang bị ghế da rồi là vô lăng tích hợp, phím bấm cảnh báo điểm mù, cruise control cùng rất nhiều các tính năng công nghệ. Cam kết rõ cho anh chị, anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ là xe không đâm đụng, không ngập nước, bao trách test toàn quốc. Và giá hiện đang giao bán cho các bác với mức giá là 690 triệu còn thương lượng và hỗ trợ cho cái mẫu xe 7 chỗ này. Và đi tới một mẫu xe tiếp theo là một mẫu xe hạng sang của nhà Lexus, Lexus GX 460 sản xuất là 2015, xe nhập khẩu nguyên chiếc, à, có trang bị đầy đủ full các tính năng option cũng như là màn hình giải trí, ghế chỉnh điện, xi nhan tích hợp báo rẽ trên gương, vô lăng tích hợp, cùng rất nhiều các tính năng hỗ trợ người lái cũng như là hệ thống an toàn của chiếc xe này và hiện đang giao bán cho các bác với mức giá là 3 tỷ 280 triệu còn thương lượng và hỗ trợ giá khi liên hệ trực tiếp online trên màn hình. Và đi tới một mẫu xe cuối cùng tại cửa hàng ngay lúc này thì em có một chiếc xe Ford Ranger XLS sản xuất là 2019 phiên bản là một cầu số tự động. Đăng ký lần đầu là 2020, xe có ngoại thất là màu vàng, nội thất là màu lỉ, ghế lỉ màu đen một chiếc xe rất đẹp ạ và vừa rồi thì em đã cập nhật các mẫu xe hiện đang có mặt tại ô tô Hòa Bình anh chị và các bạn quan tâm thì có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình hoặc có thể để đến trực tiếp cửa hàng 549 Nguyễn Văn Cử Long Biên Hà Nội để có thể trải nghiệm các mẫu xe đang có mặt tại chợ ô tô Hòa Bình và những mẫu xe đang chuẩn bị về thì là có chiếc Kia Sedona phiên bản máy 3.3 GATH sản xuất 2016 có ngoại thất màu trắng hiện đang giao bán với mức giá là 690 triệu và một chiếc xe VinFast Lux SA 2.0 sản xuất 2020 và hiện đang giao bán với mức giá là 1 tỷ 170 triệu còn thương lượng. Và một chiếc Mercedes-Benz E250 250 sản xuất 2017 và hiện đang giao bán với mức giá là 1 tỷ 680 triệu cho chiếc xe có ngoại thất là màu trắng. Cùng nhiều rất nhiều mẫu Camry khác để anh chị bạn có thể chọn lựa. Anh chị hãy liên hệ em để em gửi chi tiết cụ thể cho các bác cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi từ kênh mua bán xe cũ và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo của mua bán xe cũ xin chào và hẹn gặp lại.